thi cuối cùng, hy sinh cuối cùng. Cũng lớn có lẽ là hy sinh cuối cùng. Nhưng mà khi tôi nghe xin tính nửa vơ thì tôi đã có một số điểm cho bạn rồi.
Thì con số điểm nó sẽ được công bố trong đêm nay. Xin chúc mừng bạn. It's me once again. Nghĩ cho là mày rất là hạnh phúc đúng không? Cái niềm hạnh phúc theo tôi nghĩ thì cái niềm hạnh phúc của bất kỳ một cái người nghệ sĩ nào đứng trình diễn sân khấu phải là vấn đề cái sân khấu nó lớn bao nhiêu hay là nhỏ bao nhiêu. Và khi mình đứng trình diễn thì có những người yêu quý mình ở dưới hô lên cho mình hát theo, hòa theo với điệu nhạc.